để mà lấy tặng cho gia đình của Tám. Để con này là chúc là sức khỏe với lại vạn sự như ý trong cái kỳ họp mặt cuối năm năm 2017. Merry Christmas. Tám đó là bạn của má đó, hai người hay nói chuyện tới nói chuyện lui đó, phải không? Không như là bắt cái chuyện đó ấy rồi lúc tỏ mà cũng không nhiều. Đẹp trai không? Ôi là đẹp trai rồi. But for everyone else, Twitch DirecTV, for number one rated customer satisfaction over cable, switch to DirecTV, and for a limited time, get a $100 reward card. Không biết ra nó mặt nó lớn rồi. Thịt heo người ta chín rồi, để lửa 300 rồi để ngồi thằng lưỡi đen luôn. Mỹ có nhiều người nó cũng làm ngày bữa nay lắm. Tại bữa nó hỏi bụng quầy, nó hỏi làm ngày bữa nay hay là ngày làm ngày nay. Ra là làm ngày tối 24 đây là thì bán hỏi. Ngày bữa nay 24 nè. Của ai làm vậy ta? Order. Bên Mỹ thì có cái chỗ làm bà đánh hỏi bánh ướt, bánh bèo rất là ngon. Rất là khéo. Order khéo lắm. Mình chỉ cần đi đặt là mình mua phao á. Bao nhiêu là nó bán rất bao nhiêu là 4 hộp như vậy. 4 hộp như vậy là 40 đồng. Một hộp 10 đồng. Nè, 4 hộp 40 đồng rẻ ha. Quá rẻ luôn. Quá rẻ luôn. Để lên để không để chồng. Rẻ lắm. Nhưng mà nó rất là ngon. Ngon lắm. Ngon dài ngon thật là ngon. Nè, một miếng vậy nè, rất là ngon nè. Dạ. Nếu mà nó làm khéo lắm, tại nó là cái chỗ cái hãng của nó giống như cái hãng nhỏ trong cái nhà, nhưng mà nó có giấy phép rồi làm đàng hoàng. Upgrade this season with up to 20% low MSRP on all new 2017 GMC models. That's over 12,000 points below MSRP. GMC Sierra Heo quê nhà với heo quê này. Con thấy heo quê bóng làm ngon nữa. Juicy hơn hả? Ừ. Này nó khô ha. Đây là món heo quay của bốn làm. Cái đó là tiệm. À, tại tiệm hả? Tiệm. Ờ, à, kia bốn kìa. Cái này bốn nè. Cái này của bốn nè. Heo quay bốn. Heo quay bốn. Cái đó là heo quay tiệm. Cũng hấp dẫn. Vừa ăn nữa. Không đem nổi, không đem nổi. Nãy tăng ra nó cũng khô không? Bếp lò, nực quá trời luôn. Lần hiện tại đang ăn rồi, quay về. Ngon không con đi vợ? Trời, đi vịt năm nay là lớn mà đẹp trai nữa nha. Hết cả tóc dài rồi. À quên nữa, cái đầu tóc quên. Cái đầu tóc. Tóc này thấy đẹp không? Trời ơi, cô thích cái đầu tóc này của con dữ lắm. À, quá đẹp trai nãy giờ mình không thấy gì là tóc rồi. Bữa tao mới nhắc không quên tới chứ. Sao mà con chịu mẹ con cắt vậy? Có đi tiệm cắt á. Ờ vậy hả? Ồ, vậy như vậy là đi tiệm cắt đẹp hơn mẹ con cắt rồi con ha. Dạ, con chứ không chứ cười là phụng cắt.
phải cho nó tiền không có cắt tóc ngắn cho khổ. Ồ vậy hả chị? Ờ, như vậy là tiệm cắt đẹp hơn ha con ha. Đẹp á. Từ đây đi là rồi mẹ thất nghiệp rồi. Mỗi tháng chị tiền cắt đẹp hơn mà nó tốn 10 đô. Không, 2 đô thì 20 đô. Có cho tiền khác không? Không, không có tiền tiết. Anh đi qua chứ không cắt chị. Nhưng mà chơi vô là cứ đầu 20. Thôi mai mốt anh cho người ta 2 đồng tiền tiết đứa. Cho người ta 2 đồng tiền tiết. Không có đâu chị. Cái tiếng mình với lại tiếng Quảng Đông á là nó gần gũi với nhau đi lắm à, còn cái tiếng Hoa Thoại nó lại khác. Ví dụ như hươi, hươi là tiếng Quảng Đông mà tiếng Việt là hằng, chữ Hán là hằng. Chữ Hán á, mọi người câu mà nói ra chữ Hán phải không, mà dịch lại á, tiếng Việt nó gần giống nhau. Anh lên xem cái hồng lấy bò. Dạ lâu quá anh bơi. Quay quay rồi. Thật sự là Quảng Đông phải bị gần nhau mà. Ủa anh mà cái người Việt Nam mình á, có một số người còn khi mà ở bên Tàu á, thì của Tàu nó đánh giặt qua bên đây á, thì một số người Việt Nam ở lại không có đi được, trở thành chứ không phải là trời ơi mình lấy tên này mở cửa mọi người không sao chạy về đi đi cũng hơi khó, bây giờ thiếu người hơi nhiều. Hồi nãy nó ra sao vậy, quá. Dạ, súng nhiều lắm mà. Có nữa. Cái giò còn băng một cái giò mà chưa nó băng. Nghe nó chặt lọc tình như vậy. Anh Tư, này thì anh quay nè, em nướng nè, anh ăn thử coi. Anh này muốn nướng, quay nướng cũng dễ đó anh Tư. Má ngồi vô, 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 má Wow, sớm về sớm quá. Tú thắng lên đi ngồi luôn nè. Đây bỏ mấy cái chén mới thôi. Qua đây ngồi, chén mới. Thì kêu quay bánh mì. Hai. Hai Phương. Nấu ăn nấu. Ê Thành, con ăn chứ? Ê Thành. Ê Thành. Ta vô đây hả? Vô hả? Vô khâu liền. Vô khâu hả? Ơi, vô đây, cái này ngon lắm con. Vậy bây giờ lấy đi ghế nè. Ghế trời. Mày mua cái quà mà kia ok liền.
Được chưa? Đủ chưa? Người nâng lên cây cây việt tình đàn nhân như mây như mưa ba xuống ba xuống 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 mang về mộng